Chào tất cả anh em nhé, nghe tin nhà vườn Hà Dần có mang về rất nhiều những cái phôi khủng, đặc biệt là những cái phôi xanh mà tán tầng. Chào ông nhá. Ông này. Đây là một trong những chủ cơ sở mà nói là giao lưu vừa rồi là rất là nhiều, anh Hà Dần đây. Nếu mà đã đến với vườn cây của Hà Dần thì chắc chắn anh em biết rồi. Số điện thoại của anh Hà đây thì chắc chắn là... tại sao mà gọi là Hà Dần thì chắc anh em biết là đây là cái khu chợ Dần. Đấy, cái khu điểm Dần nên là cứ không phải là vợ là Dần mà đặt tên là Hà Dần đâu. Nhưng mà đây là anh em biết rồi. Anh Hà ơi, nghe nói là cái phôi này cũng khá tiền nhỉ anh nhỉ? Đấy, một trong những cái phôi mà đưa về, phải nói là hàng chăn nuôi chiến lược đúng không? Cái phôi này thì anh lấy lâu rồi hay là mới lấy đây? Mới lấy 2-3 tháng này. 2-3 tháng à? 3 tháng. Một trong những phôi ba. Vật vã luôn. Vật vã nhỉ. Cái này thì đúng là hàng chăn nuôi là ra giá trị sau này. Sao nó có lối để mình anh Hà ơi, bây giờ con này mà giao lưu tại vườn mình nhiều tiền không? 100 à? Đấy này, em Trung Bonsai đi thì cũng cứ muốn chia sẻ một chút cái giá trị cũng như sản phẩm của anh em đến tới người yêu đam mê mà sưu tầm nhá. Cái này thì anh Hà đang đòi 100. À, có cái giá cho anh em tham khảo thôi. Cụt. Quá to. Đây nhá. Nhưng mà không, con này to đấy, con này. Đây. Con này vanh của nó bao nhiêu anh Hà ơi? Hơn 200. Vanh hơn 200. Đây là mặt sau nhá. Con này chăn nuôi thì tương lai. Cũng là nhiều quá. Toàn ba vai nhỉ. Bây giờ đưa vào. Phôi này nhũn về thì khoảng bao tiền anh? Con này của anh gần 40. 40 à? Gần 40 triệu. Gần 40 triệu. Đấy, nhà nó này cũng giá cũng bữa nay cũng rất là phải chăng đúng không? Điện cho em mà em đang trên xe ô tô ấy, nó không có sóng, em không dùng 3G. Dạ. Ừ. Dạ. Đấy, làm nhanh. À. Người sau đất chuyện rất nhiều. Dạ, ok. Hôm nay màn nó rung rung rồi. À. Chắc anh điện cho em anh có những cái phôi mà anh bắt về, nói chung là giá trị của nó sau này rất là cao. Dạ. Đây là những cái phôi mà Trung Bonsai muốn chia sẻ ở kỳ này. Kỳ này ra nhánh Hà thì nhiều sự khác biệt. Đấy, có hàng rất là nhiều nhá. Phôi này khoảng bao tiền anh? Tôi em có lấy 70. 70. Già đúng không? Ừ. Quá già rồi. Già quá rồi. Các thánh bàn phím có xem thì tham khảo giá đi nhá. Nếu mà anh em mà những người yêu cây thì người ta thường người ta cảm nhận được giá trị. Còn số điện thoại cũng như địa chỉ anh Hà anh có ở trên kia, nếu mà bác nào muốn tham khảo giá cũng như muốn về tận vườn đúng không anh Hà? Ừ. Thì cứ về tận vườn đây, số điện thoại của anh Hà bao nhiêu nhỉ? 094 592 1102 nhá. Cái số trên kia là gì, hotline gì kia? À, cửa sếp đúng không? Rồi đó, ok. Thì nói chung một xài cho về và số điện thoại khác cho anh em tham khảo. Thì anh phải có cái số chuẩn kia. Chỗ này là anh không cho nó in cái ấy này. Vì là in mình đây không thật ra là chính là in cái này không in vì tôi đặt anh là vậy đây anh đã in đây rồi ta giao lưu cây ba miền nhé. Số điện thoại thì ở bên dưới đây này, đây là các bác cứ alo trực tiếp số này, kết bạn Zalo cũng như là Facebook để có dịp về tận vườn giá sẽ yêu thương hơn. Đấy, về là sao anh em cho có quả này đúng rồi. Cây này. Vài bước như này. Nghe nói là chị vừa rồi đầu tư cho anh ngót 2 tỷ mà không biết là vành vào hết cây đây à? Vẫn chưa hết à? Vẫn còn bê về. Đấy, bà xã vừa rồi cũng đầu tư cho anh Hà, nói chung là cũng cao đấy, số tiền. Còn phải đi chiến đấu đúng không? Cái cổ này khoảng nhiêu tiền không nhà ơi?
200 cái cổ này. Giá cũng yêu thương đấy chứ, phải không đâu. Đây là một trong những cây cũng khá là cổ. Chậu đẹp nhỉ. Này, nó làm cái chậu này là chậu cũng rất đẹp nhá, không dáng. Chờ những cuộc giao dịch nhỏ nhỏ sẽ được diễn ra. Nếu mà bác nào quan tâm thì cũng cứ chờ xem. Hàng bao tiền rồi? Đổ máy tí cho nó khi thế. Nói chung là thợ cả nên giá cả nó cũng êm ái tí. Để còn về còn mỗi người một cái nhìn. Đang ở ông thì cái nhìn nó khác, mà ở tôi giá nhìn nó khác. Nó cũng điệu đà đấy, nhìn nó cũng có. Alo. Đây là có phải cô Tán Tầng không anh? Tán Tầng em ơi. Tán Tầng à? Hàng này chắc cũng tương đối đấy nhỉ? Ừ. Nhiều tiền không anh? Hơn trăm. Hôm nay giá anh Hà nó cũng cứ phải là giá phải chăng đấy. Đọc cho anh em rồi. Số điện thoại cũng có rồi. Nó đã bán rồi đây. Không mới bán này. Nay xuống chợ. Cái cây cổ này thực ra là đối với những cây cổ thì phải có không gian rộng, vườn cây đẹp mà người ta trưng bày vào nó sẽ tôn lên rất là nhiều. Đấy, lá này. Không phải đi mua đâu cả. Những cái cột rất là đẹp, dài, đóng. Gần 40 triệu phôi này. Anh Cảnh hôm nay vào được nhiều không? À, cây cối thì cứ vào là từ từ đúng không? Giá trị thì nó thì mỗi người một cái nhìn. Anh Hoàng Cảnh cái gì cũng vào rất là nhiều những cái phôi có ý nghĩa. Hôm nay điệp xem 16 chỗ này. Ok. Thực ra là chúng con sai cũng chỉ muốn lướt qua một chút thôi. Chắc có vài cuộc giao dịch nữa anh em, nếu mà anh em nào mà kết cũng như là muốn về Nam Định đây giao lưu cây cảnh nghệ thuật thì cứ alo trực tiếp cho anh Hà Dần theo số điện thoại là 0945 921 102. Đấy, số điện thoại của Hà Dần, địa chỉ là chợ Dần, Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định. Đấy, chúc anh em nhậu nhá. Vườn khá là nhiều, cũng là đầu tư. À, kỳ này đầu tư cao đó. Cái không gian này giờ nó cũng thoáng mà. Ừ.
Chủ một xe cũng xin được dừng video nhé để xem cây á, ngó cây á. Thực ra là một vài tác phẩm mà muốn xem. Đi đường nào mà anh bảo không qua đò mà không qua tàu. Đi đường này.